Diễn tập bắn đạn thật của các đơn vị phòng không năm nay có kịch bản giả định là lực lượng phòng không không quân đánh trả một cuộc tiến công hỏa lực đường không của địch. Tình huống thực tế là máy bay không người lái xâm nhập vùng trời Việt Nam, các lực lượng phòng không nhận lệnh sẵn sàng chiến đấu. Yêu cầu đặt ra là diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu và an toàn tuyệt đối. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đang diễn tập bắn đạn thật trong cả ngày hôm nay. Mục tiêu M400 vào giải quả bắn. Tiểu đoàn 61 tiêu diệt mục tiêu M400. Cái điểm mới của cuộc diễn tập mà năm nay khác với so mọi năm là thứ nhất là công tác tổ chức của chúng tôi là chúng tôi tổ chức cho bộ đội toàn bộ coi như sát với tình huống chiến đấu, ăn ở bán âm từ người cán bộ đến hạ sĩ quan chiến sĩ. Thứ hai nữa là về lực lượng vũ khí khí tài trang bị thì chúng tôi đưa vào bắn cái vũ khí khí tài mới được trang bị. Và qua cái kết quả thì chúng tôi thấy rằng cái kết quả làm chủ vũ khí khí tài trang bị mới của lực lượng phòng không quân là rất là tốt. Các đồng chí đã bắn tiêu diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu. Sau buổi diễn tập này, quân chủng sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ huy, điều hành chiến đấu và huấn luyện bộ đội sát với thực tiễn và hướng phát triển của chiến tranh hiện đại trong thời gian tiếp theo.